Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra phán quyết đối với các bị cáo liên quan đến vụ án khai thác và tiêu thụ hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit với tổng giá trị lên đến hơn 610 tỷ đồng tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai từ năm 2012 đến năm 2015. Những bản án thích đáng. Sau khi trình bày nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai nhận định, trong quá trình điều tra, truy tố đúng quy định của pháp luật, xác định các hành vi của các bị can đều hợp pháp. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, trên cương vị là người đứng đầu cao nhất, đã ký nhiều văn bản để tạo điều kiện cho công ty Lilama khai thác quặng trái phép. Bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất. Hội đồng xét xử đồng khẳng định việc khởi tố, truy tố, xét xử đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến uy tín nhà nước, xâm phạm đến tính đúng đắn trong công tác quản lý nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù đối với cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai bị lãnh mức án 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Dương, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và bị cáo Nguyễn Ngọc Hưng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhận mức án 3 năm 3 tháng tù cùng với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama nhận mức án 7 năm 6 tháng tù cho hai tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và tội rửa tiền. Các bị cáo Nguyễn Quang Huy nhận mức án 3 năm tù, Phạm Cao Khiêm 2 năm 9 tháng tù, Nguyễn Ngọc Bích 2 năm 6 tháng tù, Lương Văn Na 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Văn Tham 2 năm tù cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Bình 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Văn Trung nhận mức án 2 năm cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Các bị cáo Ngô Đức Hoàng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, Vũ Đình Thủy nhận mức án 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Lê Ngọc Dương và Phạm Văn Cương nhận mức án 2 năm 9 tháng tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành trình phạm tội. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án. Tại quyết định số 1915 ngày 1 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Thế nhưng trong quá trình thực thi công vụ được giao, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai mà ký nhiều văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản quặng Apatit tại khai trường 18 thôn 2 xã Đông Tuyến, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, không qua thực hiện dự án tại khách sạn, nhà hàng và cải tạo mặt bằng khu mỏ. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác tiêu thụ trái phép 974.088 tấn quặng Apatit trong phạm vi 37.700 m², trong đó có 22.674,2 m² lẫn vào diện tích khai trường 18. Bị cáo Doãn Văn Hưởng với cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai từ tháng 8 năm 2011 đến năm 2013 đã trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác tài nguyên môi trường. Từ tháng 12 năm 2013 đến năm 2015, bị cáo Doãn Văn Hưởng với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại quyết định số 1915 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác được giao, bị cáo Doãn Văn Hưởng đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai khi chỉ đạo các sở, ngành và ký nhiều văn bản tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác tiêu thụ khoáng sản trái phép. Để sai phạm của công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam diễn ra trong thời gian dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản giúp cho công ty Lilama khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại trị giá hơn 610 tỷ đồng. Trong đó, công ty Lilama thu lợi bất chính 177 tỷ đồng, công ty Apatit Việt Nam thu lợi bất chính hơn 184 tỷ đồng.
nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền hơn 177 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản của 12 cá nhân mà công ty Linama thuê để vận chuyển quặng và đất đá nhiều lần với tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng. Sau khi 12 cá nhân nhận được tiền vào tài khoản, đã cùng kế toán của công ty Linama rút tiền mặt về đưa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của bị cáo này. Đối với số tiền hơn 177 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa đã dùng chi tiêu cá nhân. Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa khai đã dùng 5 tỷ đồng để biếu cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Định vào dịp Tết năm 2015. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục khai tòa xét xử vụ án liên quan loạt cựu lãnh đạo tỉnh nhúng chàm khi tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép. Trong phần luận tội, đại diện cơ quan truy tố đã lần lượt làm rõ hành vi sai phạm và đề nghị mức án đến từng bị cáo. Cụ thể, với bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, bị cơ quan truy tố đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vịnh bị cáo buộc đã ký nhiều văn bản, giấy chứng nhận đầu tư không đúng thẩm quyền, tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, công ty Lilama, khai thác quặng trái phép. Ở mức độ phạm tội nhẹ hơn, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù. Cơ quan công tố cho rằng ông Hưởng trong giai đoạn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở ngành không đúng quy định, ký nhiều văn bản không đúng quy định, tạo điều kiện cho công ty Lilama khai thác khoáng sản trái phép. Cùng là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thanh Dương bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù và ông Lê Ngọc Hưng mức án bị đề nghị là 3 đến 4 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm 6 tháng tù cho cả hai tội danh. Nhóm các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 4 năm tù. Nhiều bị cáo được đề nghị áp dụng cho hưởng án treo do nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, lập nhiều công lao trong quá trình công tác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án khai thác trái phép quặng apatit tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị truy tố về hai tội danh rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2012 đến năm 2015, công ty Lilama đã sử dụng văn bản không đúng thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai để tận thu quặng apatit, khai thác khoáng sản trái phép một cách công khai. Công ty Lilama sau đó ký hợp đồng với công ty Apatit Việt Nam để bán toàn bộ số quặng khai thác trái phép, thu lợi bất chính. Hồ sơ vụ án xác định để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã thỏa thuận với 12 cá nhân mà công ty thuê vận chuyển quặng và đất đá cho Thừa mượn tài khoản để công ty chuyển nhờ số tiền thu được từ việc bán quặng apatit vào tài khoản của các cá nhân này, sau đó chuyển lại cho Thừa. Cụ thể, khi được các cá nhân này đồng ý, bị can Thừa đã chỉ đạo các kế toán lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và nâng khống khối lượng đất đá. Sau đó mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống. Tiếp đó, bị can Thừa chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện chuyển tiền thu được từ việc bán quặng apatit đã khai thác trái phép từ tài khoản của công ty Lilama vào tài khoản của 12 cá nhân nêu trên. Từ năm 2013 đến năm 2015, bị can Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của công ty Lilama vào tài khoản của 12 cá nhân này nhiều lần, với tổng số tiền là hơn 182 tỷ đồng. Trong đó có 5,6 tỷ đồng là số tiền cước vận chuyển quặng đất đá thực tế 12 cá nhân này được nhận. Số tiền còn lại hơn 177 tỷ đồng là tiền nâng khống về giá cước vận chuyển quặng đất đá, khối lượng vận chuyển đất đá. Sau khi 12 cá nhân nhận được tiền vào tài khoản, họ đã cùng với kế toán của công ty Lilama rút tiền mặt và giao cho bị can Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của bị can Thừa.
Bản cáo trạng cũng nêu, đối với số tiền hơn 177 tỷ đồng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận đã sử dụng 2,1 tỷ đồng để mua đất cho con trai, chỉ hơn 33 tỷ đồng mua cổ phần tại công ty cổ phần Tả Phời. Sau đó chuyển số cổ phần này cho một công ty khác do con trai Thừa làm giám đốc, mở tài khoản tiết kiệm đứng tên con gái và cho hai con dâu gửi tiết kiệm. Ngoài ra, bị can Thừa dùng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng mua đất của các hộ dân và lấy 5 tỷ đồng để biếu cho bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh Lào Cai vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Theo cáo trạng, số tiền còn lại bị can khai sử dụng vào nhiều việc khác và đưa cho một số cán bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo của công ty Apatit Việt Nam và một số người khác, nhưng trong quá trình điều tra không làm rõ được. Cựu bí thư Lào Cai và các bị can bị kê biên phong tỏa những tài sản nào? Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai đã hoàn tất cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai. Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị cáo buộc từng nắm cương vị Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2012-2015 nên có trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ông Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cáo trạng thể hiện, ông Vịnh đã nhiều lần ký các văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác trái pháp luật, tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam được khai thác trái phép tài nguyên. Cụ thể, các văn bản và chỉ đạo của ông Vịnh đã giúp hai doanh nghiệp nói trên đào quặng Apatit, núp bóng việc săn lấp giải phóng mặt bằng dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can trong vụ án đã khai thác tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng Apatit trong phạm vi 37.700m2. Trong số này, có 22.674,2m2 nằm trồng lấn vào diện tích khai trường 18, có trị giá gần 300 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân đánh giá, hành vi của cựu bí thư tỉnh Lào Cai cùng các cựu lãnh đạo tỉnh này đã xâm hại đến uy tín nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi để doanh nghiệp khai thác trái phép quặng, Nguyễn Văn Vịnh còn nhận 5 tỷ đồng quà Tết vào năm 2015 do bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, mang đến tận nhà tặng. Số tiền này, cựu bí thư đã chi tiêu cá nhân hết. Tại cáo trạng, Viện Kiểm sát ghi nhận 14 bị can đã nộp tiền để tự nguyện sửa chữa, bồi thường, khắc phục hậu quả hoặc khắc phục được một phần hậu quả vụ án. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, cáo trạng xác định, cựu bí thư Nguyễn Văn Vịnh chưa nộp lại phần nào trong số 5 tỷ đồng đã nhận từ bị can Nguyễn Mạnh Thừa. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai cũng đã tiến hành kê biên tài sản của cựu bí thư Lào Cai và các bị can trong vụ án khai thác quặng trái phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, công ty Lilama và Nguyễn Mạnh Thừa bị kê biên các tài sản gồm nhà đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Mạnh Thừa tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số P312, số vào sổ 00740 do Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cấp ngày 22 tháng 4 năm 2024. Diện tích 120m2 loại đất ở và 268m2 đất nông thôn. Địa chỉ tại tổ dân phố Phủ Cường 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Một thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Mạnh Thừa và một người khác, số phát hành AK-G16626, số vào sổ H00019BD do Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cấp ngày 19 tháng 10 năm 2007, thửa đất số 52, tờ bản đồ số P601, diện tích 301m2, loại đất ở nông thôn, địa chỉ tại thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hai thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất, địa chỉ tại số 044 Đại lộ Trần Hưng Đạo, thuộc tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Một thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Lilama, số AB 494905,
cấp ngày 14 tháng 3 năm 2005 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cấp, số vào sổ 100153, diện tích 2.625m2, địa chỉ tại số 003 đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Một xe ô tô BMW X6 màu đen, biển kiểm soát 24A00968, đứng tên Nguyễn Mạnh Thi. 4.080.000 cổ phần của công ty cổ phần Đồng Tả Phời thuộc quyền sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Triệu Tiến Vương. Bị can Nguyễn Thanh Dương bị kê biên các tài sản gồm: một nhà đất có giấy chứng nhận số CX269947 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 23 tháng 10 năm 2020 cho Nguyễn Thanh Dương, số vào sổ CS01922, thửa đất số 76, tờ bản đồ P811, diện tích 179,9m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ số nhà 138 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà đất có giấy chứng nhận số CC478498 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19 tháng 4 năm 2016 cho Nguyễn Thanh Dương và một người khác, số vào sổ CS0800, thửa đất số 4, tờ bản đồ số 35, diện tích 560,5m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ tại số nhà 519 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà ở loại biệt thự, diện tích xây dựng 248,7m2, diện tích sàn 794,2m2, cấp hạng 3, hình thức sở hữu riêng. Bị can Lê Ngọc Hưng bị kê biên phong tỏa các tài sản gồm: một nhà đất có giấy chứng nhận số phát hành CP069989 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp, thửa đất số 78, tờ bản đồ số 63, diện tích 263,1m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ tại số 1, phố Bích Đảo 2, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà ở có diện tích xây dựng 95,8m2, diện tích sàn 302,6m2. Một căn hộ chung cư ở số 1006, tòa CT2, ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận số BT555609 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 4 tháng 9 năm 2014 cho Lê Ngọc Hưng và vợ, diện tích sàn 100,7m2. Một căn hộ chung cư ở số 2411, Trung tâm Thương mại Văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận số CU270088 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 24 tháng 12 năm 2019 cho Lê Ngọc Hưng và vợ, diện tích sàn 97,5m2. Số tiền 500 triệu đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Yên Bái và phong tỏa số tiền 1.307.757.339 đồng gồm tiền gốc và tiền lãi trong tài khoản số tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lào Cai. Bị can Phan Văn Cương bị kê biên các tài sản gồm: một nhà đất có giấy chứng nhận số CP141091 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 25 tháng 4 năm 2019 cho Phan Văn Cương và vợ, số vào sổ CS04432, thửa đất số 102, tờ bản đồ số 63, diện tích 222,2m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, địa chỉ tại số nhà 03, phố Hoàng Lan, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Một nhà ở loại biệt thự song lập, diện tích xây dựng 96,6m2, diện tích sàn 305m, cấp hạng 3, hình thức sở hữu là sở hữu riêng. Bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị kê biên các tài sản bao gồm: đất và nhà xây trên đất, theo quyết định số 504 ngày 19 tháng 6 năm 1993 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, diện tích 100m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, nguồn gốc sử dụng, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, địa chỉ thửa đất tại số nhà 116 đường Hoàng Liên, tổ 24, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích xây dựng 100m2, diện tích sàn 300m2. Bị can Lê Ngọc Dương bị kê biên các tài sản: đất và nhà xây trên đất, theo
theo giấy chứng nhận số CP168678 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19 tháng 3 năm 2020 cho Lê Ngọc Dương và một số người khác. Số vào sổ CS02824, thửa đất số 514, tờ bản đồ P2411, diện tích 180m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị. Địa chỉ tại tổ 26, phố Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ những tài sản kê biên và phong tỏa của các bị cáo nói trên đều được chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.